Này thì sẽ này thì là xây thêm là một vách ngăn, nó nên cố gắng để mà tránh là cái nước khi mà mình xả kia nó bị bay ra đây, nó bị bay tung tóe khắp nơi. Phần cửa này thì làm xong xuôi thì tất cả mọi cái thì mà anh em thợ bên cơ khí thì người ta mới ra đo các bác ạ. Hôm trước thì là lấy ở dưới kia thì là lấy và đi nó dễ dàng hơn một chút các bác ạ. Vận chuyển vật liệu là hơi khó đúng không ạ? Đấy, vì vậy thì cái kinh phí của nhà hai ông cháu thì nó sẽ luôn luôn là gấp đôi so với lại những cái nhà khác. Là tay các cô là vừa đi cả chân cả đầu gối nữa, cả tay là phải bám cỏ nó mới lên được rồi. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ, để mà cập nhật cái tiến độ làm nhà của mấy anh em đội thợ gửi lên cho tất cả các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là cùng biết. Hôm nay thì cháu Lực hơi bị nhiệt một chút của bác, thành ra là hiện tại là khá là đau ở phần trên phần môi một chút của bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực đi xuống thì cũng có chở thêm, bổ sung thêm là phần xi để cho mấy anh em đội thợ là hoàn thiện cái phần sân của bác ạ. Như buổi sáng nay thì cháu Lực không có xuống được với lại mấy anh em thợ đội thợ. Thì vừa rồi cháu Lực điện thì mấy anh em đội thợ cũng đã nói rằng là đã hoàn thiện là ở phần trong nhà là hết rồi cô bác. Đấy, còn cháu Lực cũng chưa biết là đã hoàn thiện tới như thế nào rồi. Và ngay lúc này bây giờ thì cháu Lực muốn chia sẻ lên cho tất cả các bác cùng biết mấy anh em đội thợ đã hoàn thiện tới đâu cô bác nhé. Vừa rồi thì chủ Toán lại lên trên kia chở thêm là hình như là 4-5 bao nữa đấy cô bác ạ, để mà làm cái phần nền sân nhà. Xi thì cho Lực sẽ để trở ra là để ở trên này thôi các bác, để cho một tí nữa làm anh em đội thợ là lên trên này vận chuyển sau. Còn ở đây thì cũng có thêm là một bao nữa, bao này thì vừa rồi chú Toán các bác, chú Toán là vận chuyển lên. Chú Toán thì có nói với cháu Lực rằng là hôm trước các bác, nếu mà như các bác có để ý được rằng là mấy anh em đội thợ vận chuyển đấy các bác, thì anh Phòng thì có con xe sim màu đỏ và chú Toán thì có một con xe là màu đen. Nhưng mà xe của chú Toán là khi mà thời gian thực hiện nhà của hai ông cháu đấy các bác thì đã hỏng rồi. Vừa rồi thì chú có mượn là xe hay như là xe của nhà ai các bác ạ, là đi lên trên Lai Si. Lai từ trên kia xuống thì là rất là may là đoạn đường nhà của anh Phong ấy thì cũng đã được là các chú đã sửa rồi các bác, thành ra là mới lại được xi xuống ấy. Trên kia thì có mấy bạn nhỏ nhà của chú Toán ấy, đang lấy củi phía trên kia các bác. Hôm nay thì là ngày nghỉ cho nên là các em nhỏ là còn ở nhà là phụ vợ chồng của chú Toán. Hay còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ di chuyển là đi xuống nhà của ông đó các bác. Rồi thì một tí nữa cháu Lực sẽ ghi hình sau cô bác ạ. Đây, quãng đường này thì là không có xa lạ gì với lại là cô bác rồi, rất là quen thuộc với lại các bác rồi cô bác. Ôi, ở đây thì không biết là gió to hay là nó bị tuột này cô bác này. Pro là suýt nữa là bị rơi ra rồi, không biết là đã bị lâu chưa. Không biết là trong thời gian này gió báo nhiều quá hay là nó bị như thế nào nữa. Đằng sau nhà của ông thì vẫn chừa lại một cái con đường mà men men nhỏ để đi thôi cô bác ạ. À.
nay lại lấy thêm cát à chị? Cô có vẻ mệt đấy sao? Cô là vừa đổ cát à? Vâng. Ngày mai thì cô lại là các chú thợ thì là lấy thêm cát để mà đổ cái phần sân này một chút nữa cô bác. Thế là xong đấy, nhưng mà không biết là trong nhà thì đá như thế nào rồi. Hôm nay ông đi đâu rồi chị? Ông này tầm buổi chiều thì có thể chỉ có là đi quanh quanh này cô bác này, đi lấy cỏ với lại lấy rau lợn thôi. Cái ống nước này là ống nước có phải ống nước từ trên kia xuống không chị? Không ạ. Không ạ, nơi này không phải nước sạch đâu à chị? Vâng. Tại cầu thang này thì là cũng thấy là các chú là hoàn thiện là gần xong rồi cô bác ạ. Cái này là hôm qua hoàn thiện hay là hôm nay mới hoàn thiện hả cô? Sáng nay. À, buổi sáng nay cũng hoàn thiện à? Thế là buổi chiều nay là các cô là lấy cát đúng không? Vâng, buổi chiều là san mặt bằng mới lấy cát. Vâng. À, buổi chiều thì các cô là san mặt bằng ở phần sân này cô bác này. Phần sân này thì là ra phía bên mép bên dưới này thì không có đổ là đi xuống dưới quá đâu các bác. Ở phần bên dưới thì nó là cái đất mượn ấy, cho nên là để thêm một thời gian nữa, nếu mà đổ thì thêm một thời gian nó sẽ đổ. Chỉ đổ cái phần đất cứng này lên thôi. Từ chân của các cô là ra đây. Cái cầu thang thì cũng thành 3 bậc rồi các bác ạ. Cái cầu thang này thì là màu hơi đá đá một chút các bác nhá. Đấy, nó màu nó giống hơi giống đá ấy, tại vì cháu Đức không có lựa chọn là giống cái màu ở trong nhà cả. Nhà vệ sinh thì biết là anh Phong đã hoàn thiện chưa. Còn là một số chi tiết là chưa có lắp của bác ạ. Bồn là vệ sinh này. Cái này thì sẽ này thì là xây thêm là một vách ngăn nó lên của bác để mà tránh là cái nước khi mà mình xả kia nó bị bay ra đây, nó bị bay tung tóe khắp nơi. Ồ, thế là ở trong này thì mấy anh em thợ là hoàn thiện ốp cái phần gạch hết rồi cô bác ạ, nhưng mà vẫn chưa đi vào lắp là cái phần những cái đồ dùng, cái bồn này, bồn rửa tay này, lại thêm là những cái bồn vệ sinh nữa. Bồn rửa tay thì cũng lựa chọn bằng cái gòi gật gù này bằng inox này. Cái bằng inox này thì đợt đấy mua thì rơi vào tầm độ là hình như là 3 là 400.000 nữa bác, không nhớ nữa cái đồ này ấy. Thế là trong nhà là hầu như là hoàn thiện hết rồi, còn là mấy cái ổ điện thôi. Anh Phòng đang đi lấy cát hả chị? À, anh ấy ra kia rồi. Được mỗi người bao nhiêu chuyến rồi chị cát này? 3-4 chuyến. Mỗi người 3-4 chuyến á? Không lấy được ở cái chỗ cú kia nữa à? Vâng. Cái kia chắc là bây giờ sâu lắm rồi nhỉ? Vâng. Mưa to, mưa quá thì ra là nó trôi hết cát đi rồi. May là bây giờ cũng đã hoàn thiện là xong nhà rồi các bác. Anh Phòng hôm nay là lựa chọn bằng cái điệu thôi à? À, bằng cái ghiu, cái gùi thôi đấy nhỉ? Mỗi lần gùi thì được bao nhiêu cân anh? 40 cân. 40 cân à? Nãy anh bảo là lấy cái gì nhỉ? Băng dính à? Vừa rồi với chú Toán lai xi ra đến một đoạn đến qua nhà Thắng Dường ấy, xong xe hết xăng. Xe em ơi. Dạ. Kéo le đi được một đoạn nhưng mà vẫn phải đẩy. Xi thì để ngoài đường. May là cũng không mất. Xi chưa, chú Toán đang đi chở thêm 2 bao nữa. 2 bao nữa thì mới hết được anh. 5 bao. Vâng. Cái ổ điện.
Này chưa lắp à anh, ổ điện này. Đây là mai mới lắp. Đây còn mấy cái lỗ này chưa bịt à anh, đó mấy lỗ này. Cái lỗ này là trước để mà làm dàn giáo đấy các bác ạ. Đây thì bây giờ sẽ mấy anh em thợ sẽ bịt lại thôi. Anh mua hết bóng đèn rồi à? Vâng. Ồ, sáng nay anh mua ở huyện, anh mua ở trên xá ấy, cái này. Mua trên xá ở đây thì sẽ gồm là xem là tất cả là bao nhiêu bóng đèn này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 5 cái bóng đèn này nhờ. Cái này chắc đôi này tí nữa phải đem cho ông cất đó nhá. Đêm này không lắp ấy. 5 cái bóng đèn là tương đương với lại là phòng ngủ là mỗi phòng là một cái này. Đây đây một cái anh nhỉ? Là 3 cái. Trên kia một cái anh nhỉ? 4 cái, 5 cái. Ôi, thế anh muốn bên mua bị thiếu à? Thiếu một cái. Về 6 cái phải à? 6 cái, hai cái ở bên ngoài. Nhưng mà cái ở bên ngoài anh từ từ mua cũng được anh ạ. Anh lắp nguyên cái đuôi đó thôi. Đấy. Để mua sau cũng được cái đấy. Cái đấy thì sau này mà mình trồng cái cột cái cột ở trên này này anh, cái cột đèn năng lượng mặt trời ấy. Đây sẽ tính là lắp ở bên ngoài thêm một cái nữa này các bác này. Quên bóng cho nhà vệ sinh, anh chửi 5 bóng. Không, ở kia có một bóng đây này. Thế à? Cái bóng kia trước em chả mua rồi à? Cái bóng này thì không biết là bao nhiêu watt đây. Vâng, cái bóng này bao nhiêu watt nhỉ? Sáng mua 3 watt. Nhưng mà cái này nhìn watt rồi đâu? Ba mươi watt, như nhau nhỉ? Bóng điện ở trong nhà thì sử dụng là thứ nhất là nếu mà tầm độ 50W kia thì nó không tiện. Nhưng mà tầm độ là 20W đến 30W đi thì nó sẽ được và nó thứ nhất là nó vừa tiết kiệm điện được các bác này. Và cái mình cũng sử dụng được hết. Có thể anh có thể làm như cái này xong rồi nhìn nó được hơn đây nhỉ. Không biết là đi từ xa xa cho các bác nhìn cái hướng cầu thang một chút. Hôm nọ thì định làm là từ chỗ chân của anh Phòng là xuống rồi đấy, nhưng mà sau thời gian thì tham khảo thì là thay đổi một chút đấy, nó sẽ dư ra. Bây giờ thì nếu mà sau này để xếp ở cái bậc thang, hiện tại là chưa có phần mái hiên các bác nhá. Nếu mà không có muốn bị ướt dép ấy thì là để ở cái bậc thứ hai ấy. Bậc thứ hai thì là dép nó không bị ướt rồi. Hình như là nó vẫn bị ướt một chút đấy. Này nếu mà mưa là đến đây luôn anh nhờ. Từ trong này đi vào thì không có mưa các bác. Nhưng mà gió thổi thì vào đấy nhờ. Vâng. Hiện tại thì cái phần mái hiên này các bác. Cái phần mái hiên thì là không có thêm là kinh phí nữa. Nhưng mà sau này thì có thể là đi mua Pro về xong là lập dài ra một chút thôi. Các cô với lại anh là mỗi người một cái gùi là đi ấy. Chú Toán thì chả si à? Thế là này vài hôm là tổng kết được đấy nhờ. Ba hôm thì là lại phải sắp chuẩn bị chào tạm biệt các cô với lại là các anh rồi. Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc. Anh gắn bó với nhau là đâu đó đâu tầm là được 2 tháng không anh? Được 2 tháng anh nhỉ? Hơn 2 tháng. Gắn bó với nhau là hơn 2 tháng. Có ngày thì gặp, có ngày thì không gặp. Nhưng mà gặp nhau là nhiều hơn là không gặp. Vâng. Em mong rằng là sau này có thêm những cái chương trình khác thì lại tiếp tục là đồng hành cùng với lại là đội thợ của anh Phòng với lại chủ Toán tiếp của bác. Rồi anh Láo mới từ sân nữa là lắp
điện với lại đi hoàn thiện ở trong một số tính. À. Là... còn mấy chỗ thôi anh nhỉ? Còn đâu đó là tầm độ 5% nữa thôi là hoàn thiện rồi. Và đến sang tuần sau Mạnh về thì có thể là đi tìm ngày đẹp là có thể là ngủ ở trong được rồi, nhưng mà ngày đẹp thì bây giờ lại tùy thuộc vào ông nữa các bác. Những cái ngày này thì sẽ để ông là cân nhắc là nhiều hơn. Anh là được mấy chuyến hôm nay á? Anh 5-6 chuyến rồi đấy. 5-6 chuyến rồi á? Chắc phải tầm độ 4 cái này nữa thì chắc là mới được mà. May mà bây giờ có thêm sỏi anh nha. Cái này rồi cần cái sỏi này, cát này. Đúng rồi. Ở đây. Cái cát này là cát mình đổ với đổ sân đâu bác, cho nên là cũng không phải cần phải mịn đâu. Có sỏi thì cũng được mà không có sỏi thì cũng được. Đấy, nhưng mà đa số là người ta đổ nền đổ sân ấy thì sẽ trộn sỏi vào cùng. Nhưng mà em thấy bảo là nếu mà cái đá này là đá này còn tốt hơn là cả đá xanh nhỉ? Đúng rồi, đá xanh. Cái đá xanh thì là người ta cũng lựa chọn nhiều các bác, nhưng mà tại vì là đá này người ta ít lấy được. Đá này đi mò vào xe ô tô cũng hơi khó. Có những viên thì rất là trắng này các bác này. Cái này mà bây giờ mà nhận được cái cục kim cương như này nhỉ? Anh nhỉ? Bóng chốc tự dưng thành đại gia ở bản luôn đấy. Ý, bóng chốc mà giàu luôn đấy. Nói thì nói trêu một chút thôi các bác, để mà kim cương thì nó chỉ ở gọi là trong tầm suy nghĩ thôi. Anh chỉ nghe thấy thôi chứ thực ra kim cương đúng không? Như nào anh còn chưa thấy. Anh em mình còn chưa được nhìn bao giờ đấy nhỉ. Kể cả bây giờ nếu mà mình nhặt được cái cục kim cương ấy, có khi mình còn tưởng là đá trắng mình vứt đi ấy. Vứt đi. Kim cương thôi. Đó. Chứ còn tay còn chưa được sờ nó kim cương là nó như nào. Anh nghỉ ngơi một chút thôi thì lại cùng mấy anh em đội thợ thử đi xem là cái chỗ lấy cắt của mấy anh em thợ thì có xa không. Mỏ xa thế đấy. Hôm nay xa hơn hôm trước à anh? Xa hơn đợt trước à? Cảm giác như kiểu càng đến cuối thì càng đi lấy vật liệu xa hơn nhỉ. Ông thì vừa yêu anh thấy ông không? À. Gà của ông thì còn con nào không anh? Anh cần chú để ý nhá. Không để ý á. Cái phần sân này là mình chỉ đổ đến phần cứng, đất cứng của nó thôi anh nhá. Cái đất mượn nó thì là mình từ từ. Đất mượn thì mình đổ để sau này nó bị nứt ấy. Để cho nó một thời gian nó bị cứng đó. Tầm mà đến cái sọt kia đây. Đấy. Dạ. Dạ. Đúng rồi, mình làm vuông nhà thì nó mới đẹp anh. Vâng, anh cứ xem là cân đối làm sao mà cho nó vừa mắt, cho nó vừa đẹp là được. Ngày mai thì hoàn thiện thêm cái phần sân đấy thì đúng là một cái diện mạo mới luôn các bác. Bây giờ thì mấy anh em đội thợ hoàn thiện thêm một chút nữa thì là có thể là gọi đội cơ khí về để mà đi vào và đo cửa thôi. Cái phần cửa này thì làm xong xuôi thì tất cả mọi cái thì mấy anh em thợ bên cơ khí thì người ta mới ra đo các bác ạ. Dạ. Cửa này là bây giờ vẫn đo được đúng không? Vẫn đo được. À. Không phải đổi đo được thoải mái. Bây giờ ai không động chạm đến cửa nữa. Vâng, bây giờ không động chạm đến cửa đúng không? Đúng không? Cửa bây giờ làm vâng. Đo đi vào vận hành. Thế thì để hôm nào em bảo đội thợ người ta lên đo đạc. Có chìa khóa của ai đây anh? Anh điện thoại đây không sợ mất à?
cô đây là cô vợ của chú Toán các bác ạ. Cái có cái túi trong rất là đặc sắc này, có màu xanh lá này, màu xanh nước biển này, màu đỏ này, màu xanh tím này. Đấy, chung là rất là nhiều những cái nét này thì là may hoàn toàn bằng thủ công các bác nhá, may rất là cầu kỳ đấy. Đấy, để đây cho cô đâu, trong mình chắc là không có tiền đâu. Đấy, vòi này thì nói chung là nếu mà để vào cháu Lực là so với lại nhà cháu Lực với lại nhà ông nha các bác nhá, thì cháu Lực vẫn ước ao. Mai nếu mà không có gì thay đổi, mai lắc luôn cái bóng cột điện để trôn đây xong đổ luôn xi trên. Vâng anh. Mai anh cứ hay là sau này trôn xong. Không, cái này thì bây giờ mình làm luôn cũng được mà anh, làm luôn được mà. Bây giờ mình cứ để anh cứ để cho em một lỗ đi. Anh cứ để cho em một lỗ là tầm độ cái góc này này anh. Đấy. Góc này này. Góc bên này. Góc bên này hoặc là góc phía bên kia anh ạ. Đấy, để ra góc bên này thì thứ nhất là soi thì nó sẽ sáng ra tận phía bên kia luôn. Đấy, vừa rồi thì ra đây nói chuyện nhiều quá là còn là chưa gặp ông các bác ạ. Ôi ôi, bảo là lấy chở tách lên mà đường ở dưới kia lại bị sạt mất rồi. Vâng, anh cứ lắp hết phần ống cho em đi, xong rồi tách thì hôm nào ấy xuống đi. Đang bảo là chở tách lên các bác. Đường từ cháu Lực thì hiện tại là ít khi ít xe người ta xuống ấy, thành ra là không có lấy được tách. Hôm nọ thì cũng có nhận được thêm là một cái khoản của hai chị là người Thúy là mua cái tách đặt ở trên này rồi. Ống nước thì sẽ kéo từ trên này xong là lắp vào đây thì lắp vấn từ kia ra anh nhở. Thế này là vòi vòi ở bên này là vòi đi vào nhà. Vòi này là vòi mình giặt quần áo đúng không? Đúng rồi. Vòi giặt quần áo. Đây là đường nước cho này. Cho áp ở trên kia xong cho xuống này. Vâng. Xuống dọc theo cái bờ cửa. Vâng. Lấy hơn. Cái này là có hai cái ống nhỉ? Chỗ này là hai ống là đấy là con nó nối cái T. Nối cái T á? Nhưng mà đây em thấy đây có một cái nó đi này. Ờ, từ đấy nó có hai vòi đi mà. Cái này nối lại đây. Ngồi nghỉ ngơi một chút thì cùng các cô với lại là các anh đi xem là các anh là đợt này là lấy cát ở tận đâu quá. Ông ấy đang lấy, chắc là lấy rau lợn ở phía bên kia quá nhỉ. Ai? Ông ở trên này, ông không rau lợn, lấy rau lợn không? Ông đi lấy rau lợn vừa về à? Ông mấy hôm mà không gặp ông ấy nhỉ. Ông gửi một lời chào tới các bác nào. Chào các em, các chị à. Ông đưa Mạnh đi học chưa? Lúc nãy về đây chứ là đi máy đi học sớm cùng cô đi. À là cùng cô đi à? Vâng. Ông vừa lấy rau lợn ở tận đâu? Dưới mông trên. À, thế gà của ông thì hôm nọ là bây giờ còn bao nhiêu con không? Mấy con bé rồi, chết dịch, mì dịch hết rồi. À chết dịch, thế là mấy con to kia là chết dịch hết rồi à? Ừ. Rồi cũng... làm gì làm nhá, cháu ra bên này xem. Mấy em thợ là lấy cát ở tận đâu? Ông thì nhìn khá là buồn của bác ạ. Đấy là gà của ông thì chết hết rồi, còn mấy con nhỏ này. Chờ là cái quãng đường quá. Mấy anh em thợ thì lại cắt rồi. Thế đi xuống dưới thôi. Mấy hôm trước thì mấy anh em thợ đã lấy cát ở dưới bên này của bác. Nhưng mà mấy anh em thợ nói rằng là ở dưới này thì nước xiết quá, nó đẩy cát là đi hết rồi. Ui, quãng đường của các anh đi này cảm giác như là bị lún hết cả cái bờ ruộng rồi. Đây cũng có một cái khe nước mạch của bác ạ. Này là trước là nghe ông kể đâu đó là nhà chú, nhưng mà sau này
nhưng mà xong thì là bán đi rồi, không cho ông uống ấy, không cho hai ông cháu. Trước thì còn có một cái nguồn là chảy ra bên ngoài nhưng mà bây giờ là không thấy có. Ôi, công đường của các cô lại các anh đi điệu cắt ra mà đi khó thế. Đây. Đây là bây giờ đi nào đây, à đi này. Sắn hết cả quần lên thì mới được này, dép thì lúng bùn hết rồi. Đây là nước thì chảy rất là xiết rồi các bác, nước này chỗ này bây giờ cũng sâu phết đấy anh Phong nhỉ. Chỗ đây bây giờ có cá không anh? Không cá à? Ô, ai giấu cái can ở kia đấy? Đường nước của người ta đấy. Đây là nước sạch của anh đấy à? Nhưng mà có ống nước nào đi đâu? Là can nhiều đây. Đó. À, đây đục một cái lỗ đây này các bác này. Thế này là chắc là để làm mà. Hôm trước thì là lấy ở dưới kia thì là lấy và đi nó dễ dàng hơn một chút các bác ạ. Cái này mà xúc sâu quá thì không có nước nhiều quá. Có những viên thì phải nói là đá rất là trắng này, ở ngoài suối ấy. Như này lấy đổ mái con đường. Cái này á? Cái này là khi nào mà có nước lú to về các bác, là đến tận đây được các bác này. Những cái chỗ mà góc mà cái cây mà nó bị nghiêng nghiêng này. Đây xong lấy không? Đó. Đây là cái gì đây? Đây cái gì đây? Cái sâm. Sâm gì? Nhìn trông như kiểu là cái hoa, là hoa sen đấy các bác ạ. Rửa một tí cho nó. Đúng. Cái này dùng để làm gì đây? Làm thuốc. Thuốc à? Thuốc gì? Tò mò quá, tốt gì. Cây thì không kia, chắc cây mọc dại thôi mà. Anh có suy... Anh có suy dại không? Nhưng mà nhìn không trong... Có anh chỗ em đi tìm một cái khu này. Có núi nào ngoài núi này. Đấy, nhìn trong cũng rất là đẹp này các bác này. Giờ ra cái chỗ kia cái sâu lắm ấy nhỉ? Sâu đấy. Đây mà đang đi đi cái là tự dừng lại thôi xuống đây thì đúng không? Thôi anh đi đi. Trước cái khe suối này đi xuống đây bé tí thôi mà. Bây giờ nước nhiều ấy. Và đến là tận cái cây cái sung kia nhỉ? Cái sung cái chỗ ông nọ nó là cái chỗ cái bao này. Ủa. Ồ. Đấy là ông nọ là nước là đi qua là đến tận chỗ cái bao này các bác này. Ừ.
Cái này là lấy thêm một tí là có nước nhiều hơn nữa nha anh nhỉ. Ôi, chút này không? Đấy, bắt đầu là có nước đấy, thấy các cổ điệu là nước bắt đầu rơi đấy. Một cái cắt mà đi về thì là không phải đơn giản đâu các bác ạ. Nhà của ông thì nhà hai ông cháu thì mới tội là lấy vận chuyển vật liệu là hơi khó đúng không ạ. Đấy, vì vậy thì cái kinh phí của nhà hai ông cháu thì nó sẽ luôn luôn là gấp đôi so với lại những cái nhà khác. Cần kéo hay không? Không cần đâu à? Đấy, lên là tay các cô là vừa đi cả chân cả đầu gối nữa, cả tay là phải bám cỏ nó mới lên được rồi. Ôi. Rồi rồi. Cô là còn đi ủng ấy nhỉ? Đường này thì anh Phong là thấy là còn không đi ủng anh Phong ấy. Gà ong là bay như gà rừng ấy, bay tận xuống kia rồi. Còn là vài con là không khỏe lắm. Này là nếu mà điệu không quen là cả đêm về là ngủ đến sáng mai là chắc là mai là không buồn dậy luôn làm gì luôn đấy. Hôm nay là cũng lại điệu cắt là hôm đầu tiên đó cô nhỉ. Đây ông là chuẩn bị là cầm liềm này tiếp tục là đi cắt cỏ này. Đổ xuống là như kiểu là đi gánh nước ấy nhờ. À. Ông có nhìn thấy cái cầu thang này có ưng không? Hôm nọ thì định là làm là không có làm bậc dài này đâu. Đấy, thật sự ông thì để mà làm như thế nào đâu các bác thì ông lúc nào cũng luôn luôn ưng cả. Tại vì là với cái điều kiện của ông trước kia thì là ông không có đủ mà điều kiện mà làm như thế này thôi. Nhưng mà cũng có đôi khi thì cũng có những cái ông thấy là không có cảm giác như là liệu bàn thái này cô bác này hôm nọ cao quá thấp quá thì ông cũng không có ưng.
làm một chuyến là phải nghỉ độ tầm là 5-10 phút thì mới tiếp tục là đi được anh nhỉ. Này nó có nước nhiều quá chứ không là nó cũng đỡ hơn một chút đấy anh nhỉ. Vậy đi là đằng sau này là gọi là coi như là áo này hiện tại là chỉ mặc thôi các bác. Đấy nhưng mà ướt hết rồi. Đấy, không còn khô nữa, khô thì ở trước mặt thôi. Các cô là có bị ướt không? Không biết. Ồ, cô thì cũng bị hết đấy các bác ạ. Ai vì chắc là mấy chuyến đầu thì còn có thể hơi khô nhỉ, nhưng mà mấy chuyến sau thì là hơi có nước là hơi nhiều rồi. Đấy, ngày mai thì là sẽ đổ thêm là phần xi ở phần sân đấy các bác. Ở cái nhà này thì là theo cái hướng cửa đấy các bác thì nó sẽ hơi chéo một chút đấy, nhưng mà khi mà đổ sân các bác nhá, ở đầu bên anh Phòng thì nó sẽ đỏ nhỏ hơn ở đầu bên này. Nếu như mà bây giờ mà làm đều từ chỗ anh Phòng ra thì là nó chỉ đến đây thôi. Đến đây anh Phòng nhỉ? Đến đây thôi đấy. Còn ở dưới này thì vẫn còn một khoảng, thì cái phần đất mượn, đất cứng của nó thì là đến tận đây các bác. Còn phần dưới này thì nó là cái đất mượn. Cái phần này thì là mưa mới đổ cho nên là không thể mà đổ được bê tông. Vì là nếu mà bây giờ đổ bê tông luôn thì một thời gian nó mưa ấy là nó bị ngồi xuống ấy, nó sẽ bị nứt. Nó bị nứt ấy, thành ra nó rất là xấu. Bao giờ mà chắc thì làm sau. Còn không thì sau này là ông có thể trồng ở đây thêm là 1-2 cây cà tím này. Đấy, trước cửa nhà một chút. Hay là trồng một chút cái cây gì mà thí dụ như là cây đu đủ này chẳng hạn. Cái chỗ này là sau này ông dùng cái cỏ voi này trồng hết ở đây thì nhìn nó vừa làm hàng rào luôn ông ạ. Bây giờ chỉ còn nói thế thôi, nhưng mà mai sau rồi thì mới tính tiếp được cô bác ạ. Cũng không thể nói trước. Mai sau thì nếu mà đấy thì cũng tùy thuộc vào thứ nhất là duyên và thứ hai thì cái lượng kinh phí. Nhưng mà cái phần này thì sau này ông có thể là ông tự làm sau cũng được, không có kinh phí các bác. Anh hôm nay thì cháu Lực đi xuống đây để mà cập nhật cái tiến độ làm nhà cho hai ông cháu. Cho các bác cũng biết rồi, thì các bác cũng đã biết được rằng là giai đoạn là làm nhà hai ông cháu là tới đâu rồi. Và mấy hôm nay đi xuống thì cũng khá là buồn cho ông, tại vì là nuôi gà mấy tháng rồi mà tự dưng gà lại bị dịch lăn quay ra chết hết rồi. Còn có vài con là nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà không biết là 1-2 ngày tới thì liệu là mấy con gà con còn trụ được không nữa các bác. Đấy, có lẽ là cái video này thì cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây rồi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác ông nhá. Chào các em, các chị nhá. Đấy, bây giờ ông chuẩn bị đi cắt cỏ à?